Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng nhau kiếm tiền Video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái ứng dụng chơi game ha Mỗi ngày các bạn chỉ cần làm 4 nhiệm vụ này thôi là chúng ta sẽ kiếm được là 30 đồng là EG up ha Hiện tại thì với 30 đồng EG up này thì mình được đó là 0.5 đô Đây là dành cho những người chơi những tài khoản mà miễn phí á Thì bốn nhiệm vụ này nó cực kỳ đơn giản luôn Mỗi ngày các bạn chỉ cần chụp một bức ảnh của một cái con thú cưng nào đó của các bạn ha Và chúng ta up lên trên tiktok Ok như vậy là xong cái nhiệm vụ đó rồi Đến nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ dắt những cái con thú cưng đó đi dạo. Thực sự ra thì với nhiệm vụ thứ hai này thì các bạn cũng không cần phải dắt chúng nó đi dạo đâu, mà các bạn tự đi vòng vòng ấy, đi vòng vòng khi nào mà đạt được là 1,5 km á thì coi như chúng ta xong cái nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ này thì nó cũng có thể kết hợp với những cái ứng dụng mà đi bộ khác ha để cho các bạn có thể là nâng cao sức khỏe. Và nhiệm vụ thứ ba và nhiệm vụ cuối cùng đó là nhiệm vụ các bạn chơi game ha chỉ cần chơi khoảng tầm 15 phút ở trên cái ứng dụng này thôi như vậy là các bạn sẽ có thể kiếm được là 30 đồng e và với 30 đồng e này thì nó sẽ về thẳng trên ví của bạn luôn và các bạn chỉ cần rút lên trên sàn chúng ta bán ha Ok bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết cái kẹo này ha các bạn sẽ bấm dưới phần mô tả video này ha để mà chúng ta sẽ truy cập vào trong cái trang web để chúng ta có thể tải cái app về và ở đây thì bạn có thể thấy là nó có trên của Apple Store nè và Google Play ha và bạn nếu mà đang sử dụng trên máy tính thì chúng ta sẽ sử dụng cái phiên bản đó là web app ha. À, cái nào cũng được hết. Và ở đây thì mình đang sử dụng trên Android nên mình sẽ chọn cái Google Play để mình tải cái app nó về. App chơi game này thì cũng mới vừa phát hành gần đây thôi. Và cái phiên bản cập nhật mới nhất của họ đó là vào ngày 23 của tháng 1 ha. Và cái phiên bản mà chúng ta tải về thì chỉ mới có khoảng 100.000 lượt tải xuống thôi. Và bây giờ thì chúng ta là những người 100 thứ lễ một này. À, bây giờ mình đã tải được cái ứng dụng rồi mình sẽ bấm mở lên ha rồi ở đây các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có thể đăng ký tài khoản thông qua cái địa chỉ google á, gmail ha và cái thứ hai bạn có thể là kết nối với lại cái tài khoản facebook của các bạn để chúng ta đăng ký rồi bây giờ thì chúng ta đến cái phần là tạo ví thì sau khi các bạn kiếm được tiền á thì nó sẽ chuyển vào trong cái ví này cho các bạn luôn và từ cái địa chỉ ví này thì các bạn có thể rút lên trên sàn để các bạn bán ha à, ở đây thì nó có cái phần đó là tạo ví mới hoặc là bạn đã có ví rồi thì chúng ta bấm với cái phần phía dưới thôi ở đây thì mình hướng dẫn cho các bạn tạo cái ví mới ha. Bấm vào Read uh, wallet này. Và ở đây thì tôi đã đọc những cái thông tin ở trên đây và bấm vào tiếp tục ha. Rồi bây giờ thì các bạn nhớ là chụp lại hoặc là chúng ta ghi chép lại 12 chữ bảo mật này ha. Nếu mà các bạn đã chụp xong hoặc là ghi chép xong chúng ta bấm phần tiếp tục ha. À, bây giờ họ sẽ yêu cầu các bạn sẽ điền lại vị trí của những cái mà cái số chữ lúc nãy mà chúng ta đã thấy ha. Thì giờ ở vị trí số 3 thì lúc nãy trên cái ảnh chụp của mình á nó là chữ gì thì mình sẽ À, bấm vào chọn ha Rồi đến số 5 rồi Sau khi mà bạn chọn đúng hết những cái vị trí của những cái số á Thì chúng ta bấm vào tiếp tục ha Như vậy là các bạn đã tạo được một cái ví rồi đấy Bây giờ thì à, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trải nghiệm game Tiền nó sẽ chuyển vào trong ví đó nha Rồi mình sẽ bấm vào tiếp tục luôn Bây giờ thì nói là họ sẽ yêu cầu các bạn sẽ tạo một cái con thú cưng của mình à, Chúng ta chọn vào read Và sẽ tạo một cái con thú cưng Bây giờ thì ở cái phần này á thì chúng ta sẽ chọn lựa cái MST và với những cái tài khoản miễn phí thì các bạn chỉ khởi đầu ở cái hạng mục đó là free ha. Free thì mỗi ngày các bạn sẽ nhận được đó là 30 đồng IGUP này và tương ứng là khoảng tầm là 0.51 đô cho một ngày ha. Nếu mà bạn bỏ tiền ra bạn mua những cái MST phía dưới này ví dụ 85 đô 142 gì đó thì nó sẽ có cái phần sẽ lợi nhuận cho các bạn nhiều hơn. Ví dụ như với 85 đô thì một ngày chúng ta kiếm được là 150 đồng y gửi tương ứng là khoảng 2.53 đô. Đó thì cứ như vậy ha. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách chơi miễn phí thôi. Chứ không có đầu tư ha. Các bạn chọn vào trong cái MST Free này nè. Chúng ta chọn ha. Rồi bấm vào Continue. Bây giờ thì các bạn sẽ tạo một cái ảnh MST cho cái con thú cưng của mình. Đó thì chúng ta chọn cái phần ở trên ha. mft nè. Photo. Rồi bấm vào Continue bây giờ thì bạn có thể dùng camera trên điện thoại của bạn để bạn chụp ảnh cái con thú cưng đó hoặc là chúng ta đã có cái ảnh sẵn rồi thì các bạn sẽ chọn vào cái phần phía dưới này nếu mà các bạn không có ảnh thì chúng ta sẽ lên trên Google và chúng ta tìm một cái bức ảnh nào đó và các bạn tải về thôi à, mình sẽ lấy cái bức hình này đi tại vì bây giờ những cái thú cưng thì chúng ta có thể chọn một vài con ha đó rồi sau khi mà các bạn tải cái ảnh về xong thì chúng ta bấm mở cái ảnh này lên ha đó mình sẽ cắt cái khúc này rồi mình cắt cái khung này đi thì nó sẽ tự tạo, tạo cho chúng ta một cái tác phẩm mst ha một cái ảnh mst của cái con thú cưng của chúng ta thực sự thì các bạn cũng không cần phải có thú cưng đâu chúng ta chỉ cần có điện thoại và lên trên google và chúng ta tìm ha rồi bây giờ sẽ ghép cái hình con thỏ này vô trong những cái này nó chúng ta có thể là phóng to thu nhỏ cái hình con thỏ của các bạn ha hoặc là con thỏ nằm ở vị trí này đây là những cái hình ảnh mà các bạn có thể chọn lựa thêm Cái nào đẹp thì chúng ta sẽ sử dụng đó ha Rồi mình chọn cái đầu tiên ha Cái đầu tiên nhìn nó phù hợp hơn Đó con thỏ của mình ha Rồi mình bấm vào nét này Rồi bây giờ bạn có thể đặt tên cho cái bức hình của các bạn ha Thì ở đây nó sẽ tự động đón luôn Animal nè Rồi uh, Rabbit nè ha Là con thỏ ha Đó uh, cái tên ha Tên của cái bức hình của chúng ta Rồi bấm vào continue rồi sau đó các bạn bấm vào là confirm ha để chúng ta xác nhận là sẽ tạo một cái MST. Thì cái này tạo miễn phí ha, nó không có tốn phí ra. Nó đang tạo MST cho mình đấy. Ok, cái MST của mình đã được tạo thành công rồi. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong cái phần là Star Play nè. Để mình sẽ chơi ha. Thì khoảng tầm là 19 giờ 33 phút nữa thì coi như mình sẽ quay trở lại và sẽ làm tiếp những cái nhiệm vụ này hàng ngày thì chúng ta sẽ có bốn nhiệm vụ để mà có thể là làm và nhận được cái đồng IGF này ha nếu bạn làm không đủ những cái nhiệm vụ này thì bạn sẽ nhận ít cái đồng IGF thôi rồi bây giờ thì mình sẽ bấm vào là Starly nè và chỗ này thì nó sẽ có cái phần yêu cầu các bạn là xem ở trên những cái mạng xã hội á người ta đang làm như thế nào đây đây có tiktok ha. rồi instagram youtube cái này thì mình cũng đã xem mấy lần rồi nên là bây giờ mình không cần xem nữa bấm vào Star và mình tắt đi à, không muốn nó hiện lần sau nữa ok bây giờ thì nhiệm vụ à bây giờ chúng ta sẽ vào nhiệm vụ ha nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta sẽ ép cái mạng xã hội vào trong cái tài khoản của chúng ta để các bạn có thể đăng những cái bức hình lên trên đó ha và chúng ta chọn vào trong phần ép account nè và ở đây thì nó sẽ có hai cái cho các bạn chọn ha một là instagram hai là tiktok thì tiktok thì cũng cái điều kiện của nó là phải tầm là 500 follow ha à, tài khoản của bạn phải tầm là 500 follow và phải có 5 video đăng ở trên đó trong vòng 3 tháng ha và kế tiếp nữa là cái tài khoản của bạn phải có được là 500 like thì thật sự ra mình thấy có những cái tài khoản mà nó không có đủ cái yêu cầu này họ vẫn làm được bình thường ha bây giờ thì mình mở tiktok của mình lên rồi các bạn mở cái tiktok của các bạn lên ha và chúng ta sẽ sao chép cái id id đây đây ha bấm vào thì nó sẽ tự động sao chép rồi các bạn quay trở lại bên cái uh, app chơi game và chúng ta chọn vào trong cái phần là connect cho này ha rồi ở đây các bạn sẽ nhập cái id của các bạn vào và chúng ta nhấn vào connect ha và họ sẽ hỏi mình đây là có phải là tài khoản của mình hay không mình nói là có Đây là tài khoản của tôi Và mình bấm vào add account ha Đó Đây là cái tài khoản của mình Ok như vậy là mình đã add được thành công rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ bấm vào star Để chúng ta sẽ chia sẻ ha Và đây là cái bức hình mà lúc đầu á Mà mình làm ha Có hình con thỏ nè Rồi có một cái mã code nè Các bạn lưu ý là cái mã code này á Là nó sẽ theo cái bức hình này ha mỗi một ngày chúng ta up một cái bức hình lên đó và chúng ta tạo MST á thì nó sẽ có một cái mã code riêng ha. Nên là ngày hôm nay là cái mã code này, ngày mai sẽ là một mã code khác ha. Rồi đến phần này á thì các bạn sẽ tải một cái ảnh ha, một cái ảnh mà có cái code của chúng ta. Ở đây ví dụ như của mình là con thỏ đúng không? Con bé của mình là con thỏ. Bây giờ mình sẽ tạo một cái ảnh để mình đăng lên trên TikTok nè. Mình sẽ chọn vào trong cái phần là xe tempo nè. Rồi ở đây thì chúng ta có thể chọn những cái mẫu kiểu dạng màu sắc thôi đó mình chọn cái màu hồng này đi cho nó đẹp thấy cái màu hồng đẹp nhất nè rồi mình bấm vào download về ha tải cái file này về và sau đó các bạn sẽ qua bên rồi sau đó các bạn mở tiktok của các bạn lên ha và chúng ta đăng một cái bức hình đó đăng cái bức ảnh mà các bạn vừa tải được lúc nãy về á đây bức hình này ha rồi các bạn đăng cái này ha và chúng ta có thể cho thêm phần nhạc vào và ở đây thì bạn có thể là ghi những cái thông tin gì đó rồi chúng ta đăng lên ha OK, nó đơn giản như vậy thôi. Bây giờ thì các bạn đăng một cái bức hình lên trên cái uh, trang uh, TikTok của các bạn rồi ha. Nào chúng ta quay trở lại bên cái ứng dụng chơi game nè. Và bây giờ các bạn uh, quay ra chỗ này đi. Rồi mình sẽ bấm vào xe infinite nè. Rồi mình bấm vào là tôi đã có xe cái pet uh, ID của tôi lên trên cái nền tảng mạng xã hội đó là TikTok ra. Thì mình bấm vào trong đây. Đó. Và bấm vào chấp nhận ha. Cái điều nếu mà các bạn chưa có đăng cái ảnh mà lúc nãy chúng ta tải về lên trên TikTok á mà các bạn vào trong này các bạn xác nhận cái best ID á là coi chừng là các bạn sẽ bị phạt ha. Phải đăng lên trên đó xong rồi chúng ta mới vào trong đây để chúng chúng ta làm cái nhiệm vụ này. Rồi, mình đã đăng lên rồi ha. Và bây giờ thì đợi thôi, đợi khoảng tầm từ 6 đến 12 tiếng thì họ sẽ xác thực cho chúng ta liên kết tài khoản xong, bây giờ phải đăng một cái bức hình như thế này ha. Đây, chúng ta đăng như thế này thôi để các bạn thấy mình cũng đăng ha đăng y chang vậy thôi đó rồi cái code này là cái code để cho người khác sử dụng ha chúng ta không sử dụng cái code này của mình là 6 g 6 x 6 cf ha. cái code này thì mỗi một bức hình nó sẽ có một cái code riêng vậy chúng ta quay tiếp lại trên cái ứng dụng chơi game tiếp ha bây giờ đến cái nhiệm vụ thứ hai chúng ta thoát này ra đây ha thì cái nhiệm vụ đầu tiên á là chúng ta xem một cái ảnh lên trên tiktok thì cái này nó đang ở cái trạng thái là đang chờ xác thực ha. Cái này thì sau khi xác thực thành công á thì chúng ta sẽ nhận được năng lượng. Các bạn kiếm thật nhiều năng lượng á thì các bạn sẽ à, quy đổi được nhiều cái đồng là IGU ha. Và từ đó thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi đến cái nhiệm vụ thứ hai đó là chúng ta sẽ à, xem những cái bức hình của những người khác, những cái con thú cưng của những cái người khác á cũng chơi giống chúng ta mà họ up lên trên TikTok á. Rồi mình sẽ chọn vào trong cái chỗ năng đây, order nè, order best nè. Và bây giờ thì cái phần này nó sẽ là 20 năng lượng ha. Chúng ta cố gắng làm hết cái nhiệm vụ này. Rồi cái đầu tiên á là nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái địa chỉ TikTok này. Và chúng ta bấm vào trong đây ha, bấm vào trong đây. Và nó sẽ mở lên cái kênh là TikTok của người khác. Thì ở đây bạn thấy là cái người này thì cũng không cần phải đạt được 500 đâu, 500 follow đâu. Mà có 400 mấy thôi đã, cũng đã được rồi ha. Rồi chúng ta tìm cái bức hình nào mà có cái mã code ha. Đây, cái hình này có code này. Và mình bấm vào trong cái hình này mình xem ha. Cái code này của người đó đó là VV6KA6 ha. VV6KA6. Và chúng ta quay trở lại bên đây. Các bạn sẽ nhấn vào ở chỗ phần Best ID á. Các bạn sẽ nhập vào ha. VV6KA6. Và chúng ta nhấn vào Very này để xác nhận là mình đã có xem một cái ảnh đó ảnh con bét của họ rồi ha. Bây giờ thì à, nó đã xác nhận cho mình rồi và mình được hai năng lượng ha. Bấm làm tiếp tục nữa. Bây giờ đây là cái tài khoản của một người khác nữa. Chúng ta bấm vào xem cái cái hình con bét của cái người đó như thế nào. Oh cái này nhiều dữ ha. Mỗi ngày đều đăng hết. Rồi mình bấm vào cái hình để mình xem ha, cái con bét của cái người này hôm nay là cái gì. 9CZ9NA Đó đơn giản như vậy thôi ha Rồi mình được là 4 năng lượng rồi đấy 4 trên 20 Bây giờ chúng ta cứ làm tiếp tục như vậy thôi Các bạn cũng thấy cái tài khoản này thì chỉ có khoảng 100 follow thôi Mà họ vẫn có thể làm được ha Thì cái điều kiện đó như vậy thôi Nhưng mà chúng ta vẫn có thể là làm Và họ vẫn chấp nhận ha rồi mình sẽ lấy cái code của cái uh, con kiểu cái người này để mà mình uh, xác thành nhận nè. Ok như vậy là mình cũng đã làm xong cái nhiệm vụ là xem TikTok, xem ảnh của những con chó, những con thú cưng của những người khác ha. Rồi bây giờ mình đạt được là 20 trên 20 năng lượng, mình bấm vào phía nịt nè. Rồi chúng ta xem lại tiếp cái phần là những cái nhiệm vụ mà chúng ta đã làm ha. Cái phần đầu tiên á là phải chờ từ 6 đến 12 tiếng nha thì nó mới xác thực cho các bạn. Rồi cái phần thứ hai thì chúng ta đã làm xong 20 trên 20 ha. Và phần thứ ba này đó là các bạn sẽ dắt những cái con thú cưng của các bạn các bạn đi bộ ha rồi mình bấm vào thử luôn cho các bạn xem ha à, và cái đi bộ như thế này thì chúng ta sẽ nhận được đó là 24 năng lượng ha bấm vào star đó rồi nó sẽ bật cái phần định vị lên nên khi mà các bạn sử dụng cái ứng dụng đi bộ này đấy thì chúng ta nên sử dụng thêm những cái ứng dụng đi bộ khác ví dụ như của là switch coi nè đó là chúng ta đi bộ và chúng ta kiếm thêm cái đồng coi ha bạn nào mà chưa có tải cái ứng dụng đi bộ switch coi để kiếm coi á thì các bạn bấm dưới phần mô tả bây giờ mình có để cái đường link số 2 cho các bạn ha là tại ứng dụng đi bộ Squid coi về đi bộ kèm chung với lại cái ứng dụng này luôn ha mỗi ngày thì các bạn sẽ đi khoảng tầm là 1,5 km ha. đây mình bật lên ha và bấm vào star nè thì nó sẽ yêu cầu các bạn đi trong vòng là 30 phút và 30 phút và đi trong cái quãng đường đó là 1,5 km ha và đi xong rồi đấy thì nó sẽ cho các bạn đó là 24 năng lượng nếu mà trường hợp bạn đi mà bạn chưa có kịp đó thì bạn bấm cái nút này dừng lại cho cái đồng hồ điểm ngược này nó không có nhảy nữa khi nào mà chúng ta cần đi thì các bạn sẽ vào và chúng ta làm cái nhiệm vụ đó tiếp ha rồi đến cái nhiệm vụ thứ tư là cái nhiệm vụ là chúng ta chơi game hàng ngày à, và cái này thì các bạn sẽ nhận được đó là 15 năng lượng ha đó tổng cộng là những cái này thì các bạn cố gắng làm sao kiếm được thật nhiều năng lượng ha tại vì các bạn kiếm thật nhiều năng lượng á thì qua ngày hôm sau các bạn sẽ nhận được cái đồng coi của cái game này và chúng ta có thể rút về trên sàn của MSC ha à, sàn MSC đang là cái sàn gọi là thanh khoản cho cái game này nên các bạn có thể là đăng ký cái sàn MSC để chúng ta có thể là rút và bán cái đồng IGU này trên trên đó ha rồi mình vào mình chơi game mình sẽ cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn cái nhiệm vụ thứ tư này ha chơi game và lối là game này á thì nó sẽ có ba mạng ha chúng ta chết ba lần bởi vì chết lần thứ ba là các bạn không có đi được nữa nên là cố gắng là chúng ta luyện tập cho nó nhường nhuyễn xíu. Có thể là những ngày đầu các bạn sẽ chơi không có quen tay Nên các bạn sẽ không có kiếm được nhiều năng lượng đâu. À, chúng ta từ từ những cái ngày sau chúng ta biết cách chơi sẽ kiếm được nhiều gọi là full năng lượng luôn. Rồi bấm vào star ha. Đó, như vậy là chết một mạng đó. Các bạn à, lấy những cái cây khác rồi chết hai mạng rồi đó. Trời ơi mình được 153 điểm ha cái này nó hơi khó ăn được là bốn trái cây đó nhấn vào phía nịt rồi như vậy thì mình nhận được đó là 3 trên 15 năng lượng khá là tệ đúng không nếu mà các bạn chơi những ngày sau á có thể là quen tay và chúng ta biết cách chơi đó thì nó sẽ dễ hơn Mình bấm vô là trong cái phần là view ha view test này xem coi là mình còn những cái nhiệm vụ nào thì mình còn cái nhiệm vụ số 3 đó là dắt chó đi dạo ấy cái nhiệm vụ đó thì để từ từ ha lúc nào mình đi thì mình sẽ bật lên rồi như vậy thì chúng ta cứ hàng ngày như vậy á các bạn sẽ làm bốn cái nhiệm vụ này ha hôm trước thì các bạn làm như thế nào thì hôm sau làm y chang như vậy ha rồi như vậy là cái cách chơi game trên cái ứng dụng này thì cũng khá là đơn giản đúng không nó chỉ phức tạp lần đầu tiên khi mà các bạn nhìn vào rất là rối mắt thôi nhưng mà chúng ta làm sơ qua lần là, là các bạn biết hết ra bây giờ thì chúng ta đến những cái chức năng khác ở bên cạnh cái vết chân của con chó đúng không thì chúng ta thấy có một cái biểu đồ và đây là những cái người mà chơi trước này Họ đã kiếm được là một ngày là bao nhiêu năng lượng Và cái số tiền họ kiếm được bao nhiêu ship top bao nhiêu cũng có đây ha Đây là trong phần top 10 Đó top 10 thì hầu như là đa phần những người này Thì họ đều đầu tư hết á Đầu tư mua LST hết Nên là họ kiếm được nhiều hơn Còn chúng ta chơi miễn phí thì không đòi hỏi được ha Rồi chúng ta đến cái phần đó là giới thiệu cho bạn bè thì để giới thiệu cho bạn bè thì bạn sẽ vào trong cái mục này và chúng ta sẽ sao chép cái đường link để chúng ta gửi cho bạn bè của mình đăng ký tài khoản này ha. Và ở đây thì nếu mà bạn giới thiệu nó sẽ có hai cấp độ. Nếu bạn giới thiệu ra những người bạn uh, trực tiếp của bạn á thì bạn sẽ nhận được là 2% thu nhập của họ á, khi mà họ kiếm được cái phần thưởng ở trên game này. Rồi gián tiếp thì sẽ là một phần trăm như vậy thì nó sẽ có hai tầng uh, số 1 và số 2 và một và hai phần trăm thôi đó các bạn có thể sử dụng cái đường link này để chúng ta chia sẻ cho bạn bè của mình À, đây là cái mã code để giới thiệu cho bạn bè của mình ha rồi ok video này thì mình sẽ tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau khi mà mình à, sẽ làm cái video rút tiền ở cái game này nha các bạn à, chia sẻ mạnh vào trong cái con game này để cho anh em cùng biết chơi miễn phí ha miễn phí thì một ngày các bạn kiếm được khoảng tầm là 0.5 đô với 30 đồng igp ha à, tổng cung của igp thì nó cũng khá là thấp nên các bạn có thể kiếm và các bạn giữ đó sau này có, à, chờ lên giá rồi chúng ta có thể bán chốt lời ha xin chào và hẹn gặp lại